cái giá trị thật đó. Đến vị này chị nha, thương hiệu này phải là thật của mình nha. Nếu như anh chị không phải phiên bản căn hồ mà anh chị đặt tên là phiên bản căn hồ là anh chị ảo rồi. Nhưng mà anh Hùng của chị Châu là đúng chất phiên bản căn hồ luôn. Không phải giang hồ. Không phải giang hồ thôi, chỉ là phiên bản đó. Đó mà, do đó là cái chất đó anh chị, cái chất thật của cái đơn vị này chị nè, của thương hiệu này là phải có thật. Chứ không phải mình rất là thầy thì tu mà mình để cái tên là phiên bản giang hồ, họ đi đâu không dạ không, cho nên mang cái hình nó mặc chơi thôi chứ âm ảo thôi. Vậy là do đó cái định vị này không được ảo đó chị, mà xã hội là không được ảo đó. Rồi từ cái định vị này là chị nào, mình mới đưa đến nội dung. Nội dung hàng ngày mình post lên những cái hình ảnh, những thông tin mà nó hỗ trợ cho định vị của mình. Lâu lâu mình đi chơi đâu đó chị ha, mình đưa những trải nghiệm của mình lên trên đó. Em đang phụ đá lấy ví dụ là chị Quỳnh Châu để ta chỉ có một cái mặt đi theo như vậy. Rồi từ cái nội dung này nè chị nè, đúng không ạ, mình phải tạo thành cộng đồng. Cộng đồng là những người cùng sở thích với mình. Và cộng đồng này là cộng đồng gì ạ? Cộng đồng online mà thôi chị. Họ follow mình ạ. Và lâu lâu chị Châu với anh Hùng tổ chức một buổi phiêu bạc với những người này, để chắc chắn những người này họ gì, họ cùng sở thích là họ sẽ đi tham gia với mình, đúng không ạ? Và họ đi với mình thì bắt đầu mình kéo họ từ gì ạ? Từ trên mây hoặc mình kéo họ xuống dưới gì? Dưới mặt đất. Và từ cộng đồng này rồi đến cuối cùng mà mình mở là gì? Commerce. Là mình mở gì ạ? Thương mại hóa. Làm sao anh có đủ sức mà anh đi, anh làm kinh doanh gì để anh đi? Bắt đầu mình mới OVP cái cơ hội kinh doanh của mình hay những sản phẩm mà đã giúp cho mình có một thể chất đủ khỏe để đi phiêu bạt giang hồ như vậy. Anh chị nắm được điểm này không ạ? Do đó mạng xã hội anh quên mình không phải là một kênh bán hàng online, mà mạng xã hội mình là một cái kênh để thu hút những người cùng quan tâm đến với mình. Nó khác với những cái công ty khác, hoặc là đơn vị mạng xã hội của họ là gì? Tôi lên đó tôi bán hàng. Còn đây tôi lên đó để tôi có một thương hiệu cá nhân của tôi như đó. Tôi lên đó để tôi tạo nội dung liên quan với mình đó, để cho những người thích tôi họ đi theo tôi. Như vậy chị thấy không ạ? Đây đấy chị, đó là gọi là high tech, là công nghệ, đúng không anh chị? Nhưng nếu như các anh chị chỉ biết là công nghệ không, là chị lên mây anh chị ảo ở trên nó không, nó tung chảo trên nó chị, nó không có ra doanh số. High tech đó anh chị, nó còn thêm một cái nữa mà anh chị cần phải có là high touch. Công nghệ cao nhưng cảm xúc phải cao. Cảm xúc bằng cách là cảm, cái vỗ tay đẹp chứ không? Cảm xúc bằng cách là gì chị? Khi chúng ta có cộng đồng ở trên mạng này thì chúng ta phải kéo họ về dưới gì ạ? Mặt đất. Và các anh chị có thể là các anh chị bây giờ các anh chị chưa có cộng đồng trên mạng này thì các anh chị thấy làm gì? Chúng ta cũng sẽ có những cái cộng đồng ở trên mặt đất, đúng không anh chị? Là chúng ta đã có gì, high touch với họ rồi, có cảm xúc với họ rồi, thì chúng ta đưa những cộng đồng trên mặt đất đó lên trên mạng đi anh chị. Bởi vì khi lên trên mạng này nè, lên mây này nè, nó sẽ không giới hạn về mặt địa lý, thời gian nữa. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta có thể gì ạ, tương tác được với họ, chúng ta đều gì, kết nối được với họ. Do đó mạng xã hội là nơi để chúng ta kết nối và chúng ta duy trì quan hệ đó. Nhưng nếu mà chị chỉ quan hệ trên mây đó anh chị, không có sướng. Tách không có sướng anh chị, hai tách không có sướng, và hai touch mới sướng. Mà con người mình anh chị nha, nhu cầu của mình là cảm xúc chứ không phải nhu cầu của mình là cái này. Các anh chị thấy các bạn bè nào vào trên mạng mà lâu năm không? Không. Con người là phải tiếp xúc với nhau. Do đó tại sao quê anh chị? Đúng không? Cái giá trị về con người nó vẫn còn tồn tại, và vai trò của nhà phố mình luôn 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 tồn tại dù có hai touch chỗ nào, bởi vì chúng ta có một cái lĩnh vực là gì, hai touch ở đây, cảm xúc ở đây, thì anh chị phải kết hợp giữa cái công nghệ cao đó với cảm xúc cao đó thì anh chị mới tạo ra được một cái lực lượng khách hàng trung thành với mình. Chứ nếu anh chị chỉ dùng một trong, nếu anh chị dùng hai touch không á thì anh chị sẽ bị giới hạn về mặt
không gian và thời gian, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không có đủ thời gian, chúng ta tiếp xúc từng người một, đúng không ạ? Mà quan trọng là gì chị? Chúng ta có cái cách đó để chúng ta gì chị? Cái mạng xã hội đó là chúng ta tiếp xúc được nhiều người khác nhau. Và cuối cùng đó chị là phải kết hợp giữa hai cách và hai cách với nhau. Thì mạng xã hội chỉ giúp cho chúng ta là gì ạ? Tiếp cận được nhiều người hơn trên thế giới ở trên mây. Anh chị không lên mây, anh chị sẽ không tìm thấy người, bởi vì họ không ở cái mặt đất, đúng không ạ? Nhưng lên mây rồi nhớ kéo họ xuống mặt đất. Nhưng khó nhất đó chị nha, cái khó nhất của cái việc này là gì chị? Là anh chị phải định vị cái thương hiệu của anh chị. Định vị thương hiệu của là sao chị? Cái mà tôi nhìn vào anh chị, tôi phải muốn đi theo. Giống như cái hình ảnh đó là gì? Chị Điệp chẳng hạn, CEO của ta chẳng hạn, đúng không? Hình ảnh chị Điệp là một người gì, phụ nữ giỏi giang, chuyên nghiệp, đúng không anh chị? Mà ở mặt đất á, em nhìn chị, em cũng thấy hình ảnh đó. Và lên trên Facebook á, em cũng nhìn tất cả cái nội dung mà chị đi đó, cũng là chị. Quan trọng là gì chị? Phải là thực chất, phải thật. Cô dùng tiếng Anh là authentic đó anh chị. Giống như bà Vân Vlog anh chị biết không ạ? Bà có cái gì đâu, có gì bà nói đó à. Bà hàng chiêu người theo bà, bởi vì bà sống thật. Do đó là lên mạng xã hội chị định vị mà định vị sai đó chị nha, mà không phải của mình đó, thì chị đang gương ép mình. Giống như chị sống bằng mạng xã hội thôi, đúng không chị? Anh chị đang gương ép mình một cái giá trị khác, đúng không? Thì chị khó sống đó. Ngày nào đó nó lộ ra cái con người thật của các anh chị à. Đó, mà khi mà lộ ra cái thật mà không phải của mình là người ta cũng bỏ anh chị à. Bởi vì người ta theo mình bởi vì cái giá trị đó của mình mà còn mình không có thì nó bỏ mình thôi, đúng không anh chị? Do đó là tôn cung mạng xã hội này nó sẽ có hai cái mặt. Nếu mà chị dùng đúng nó vô cùng hiệu quả. Và hiện nay một số người dùng hơi sai là gì chị? Dùng mạng xã hội cách ảo, che đồ dê bán thì gì không biết luôn, chứ mà chó đâu thì chó không mừng, đúng không? Do đó là gì? Ở quê mình chúng ta không nên gì chị hả? Ảo gì đây. Và mạng xã hội một lần nữa chị nha, cô chia sẻ với chị là gì? Facebook là mạng xã hội không phải dùng để xây dựng thương hiệu Amway. Mạng xã hội cũng không phải dùng là xây dựng thương hiệu Nutrilite. Cũng không phải dùng mạng xã hội để xây dựng thương hiệu Artistry. Do đó phương pháp của hình ảnh là gì chị? Buổi sáng là chị đưa một cái tấm Nutrilite, đúng không ạ? Và bên tay anh chị chụp phạt một cái, anh chị đưa Facebook. Nhà phân phối mình thì vô, wow, đúng không anh chị? Không phải ánh sáng, nhưng mà chị hãy hình dung người tiêu dùng của mình đó, hay có như là bạn bè mình mà chưa biết Amway á, họ nhìn vào mình hạnh một nắm thuốc trên tay này thì ra sao? Không biết anh tình bệnh gì mà uống thuốc dữ vậy anh? Đúng không ạ? Bởi vì họ không biết anh Nutrilite. Vấn đề là như vậy thôi chị. Do đó là cái hình ảnh mình đưa lên á, mình nghĩ ra là đưa một nắm Nutrilite lên đó chị là sẽ tạo một thương hiệu Nutrilite. Không phải chị, đúng, dành cho phía dưới của mình á, cho đội nhóm của mình, cái nhà phố của mình á. Oh yeah, đúng không chị? Nhưng mà người tiêu dùng họ nói ồ ồ má ơi, cái gì đó, cái gì xảy ra với anh năm nay mà sao uống thuốc nhiều thế, đúng không chị? Do đó đừng bao giờ kỳ vọng là gì, mình dùng cái mạng Facebook đó để mình tạo thương hiệu cho Amway, cho Nutrilite, cho Esprit. Bước đầu tiên là dùng mạng xã hội tạo thương hiệu cho các anh chị trước, để chúng ta thu hút cộng đồng mạng vào chúng ta, để em nhìn thấy hình ảnh của các anh chị, em muốn theo anh chị. Em nhìn vào những cái sở thích của anh chị, em muốn theo anh chị. Em nhìn vào những cái gì chị đang làm á, em muốn theo anh chị. Em muốn dõi theo anh chị, em sẽ follow anh chị. Và nếu một ngày nào đó, đó em muốn tìm hiểu xem là các anh chị đang làm công việc gì vậy, đang ăn cái gì, đang uống cái gì. Và đó anh chị đã dần đến đặt sự ảnh hưởng, gọi là influencer đó anh chị, influencer đúng không ạ? Anh chị ta có sự ảnh hưởng trên mạng xã hội. Do đó là bước đầu anh chị phải làm. Rồi từ cái sự ảnh hưởng này nè, anh chị sẽ kéo được sự tập trung của mọi người vào của anh chị, để anh chị xây dựng cộng đồng online. Và anh chị kéo cộng đồng đó về offline. Cô lấy một ví dụ là một cái FC ở bên Nhật Bản, chị là cô Maikiko. Cô lên FC chỉ bằng một cái việc gì anh chị?
Cô là một người thích nấu ăn. Và hàng ngày cô đưa lên Instagram hoặc Facebook của cô một món ăn rất đơn giản thôi. Bởi vì người Nhật chỉ biết rằng rất là bận rộn, không thể nấu ăn được ở nhà gia đình. Nhưng với cái việc là gì chia sẻ món ăn đó, công thức đó của cô rất đơn giản. Và dường như là giúp cho hàng trăm ngàn người có thể dùng công thức đó và nấu ăn gia đình. Do đó họ theo dõi cái trang của cô rất là nhiều. Và đến một ngày nào đó cô mà tạo những cái sự kiện offline đó chị, thì họ đăng ký họ theo, họ tham dự. Họ tham dự thì không phải họ tham dự cái sự kiện của anh quê, họ tham dự sự kiện của cô. Nhưng mà trong đó cô sẽ nói về gì chị, tất cả những dinh dưỡng, về cái nồi, về cái cả cái câu chuyện của cô. Tại sao cô tạo ra điều này được? Thì cái hiệu ứng vô cùng lớn cái đó. Mà cô dùng mạng xã hội, anh chị thấy không? Không phải cô bán hàng online, mà cô tạo ra một cái cộng đồng online đủ thu hút những người cùng sở thích với cô. Bởi vì sao cô nói cái này sớm cho các anh chị? Cô biết là như cô nói là gì chị? Ngày hôm nay cô chia sẻ về là nghị định hay là về cái hướng dẫn quy tắc mạng xã hội, mà cô giúp cho chị một công cụ dùng mạng xã hội để xây dựng kinh doanh trong Amway thôi. Và với cách này đảm bảo cho chị rằng là chúng ta không vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào của Amway. Bởi vì chúng ta không có một sản phẩm nào của Amway, chúng ta không có một giá cả nào của Amway, chúng ta không có xuất phải nào của liên quan là gì gọi cho em số này để bán một sản phẩm. Và chúng ta cũng không có gì đi spam tin nhắn cho các mọi người cộng đồng là gì tôi có cơ hội kinh doanh công ty của Mỹ, siêu thị của Mỹ gì đó, anh chị hãy muốn kinh doanh hay không, mình cũng không cần bán, đúng không? Mà mình tạo nên sức hút cho những người khác. Do đó Phương chắc chắn là gì, cách này là luôn luôn đúng, không bao giờ vi phạm bất kỳ điều gì ở nguyên tắc về mạng xã hội của anh mình.